chim chuột quá. Không, ít chó kìa. Ờ, nằm đắng. Cô giao nè cô, năm dạng lộn hà tiếp thôi. Hùng một ít rồi con gửi cho cô 2 triệu. Trời ơi, cảm ơn mấy chú quá trời nhiều đi. Đó giờ tôi chưa có thấy tiền lớn gì đâu. Trong những hành trình vừa qua, các anh em của mình đã có mặt khắp cái tỉnh miền Tây. Và đặc biệt ngày hôm nay thì chặng dạng tối như thế này, các anh em mình vẫn còn đang ghi hình về một hoàn cảnh đặc biệt của bé Kim Chi 13 tuổi. Mọi chuyện từ việc học hành, ăn uống đều được bà nội chăm sóc rất là cẩn thận. Câu chuyện của bé là một chuyện vô cùng xúc động. Và ngày hôm nay mình muốn nghe bà nội chia sẻ câu chuyện vì sao nhắc đến mẹ của bé thì Kim Chi luôn chảy nước mắt. Và đó là một câu chuyện có phải là đáng buồn hay là đáng trách, thì mời cô bác quý chị cùng tiếp tục vô đây ha. Thôi mời bà nội ngồi ở đây đi ha. Thì ba chú ngồi dạ, đây dạ, đi. Dạ, tụi con sẽ ngồi ở đây. Sở dĩ anh em của tụi mình thực hiện một thước phim cực kỳ tối như thế này bởi vì bà nội phải đi làm vất vả từ chiều cho đến chập tối. Hiện nay thì gần 7 giờ rồi nhưng mà bà nội vẫn chưa được ăn cơm á cô bác anh chị. Gọi là bà nội nhưng mà tuổi cũng còn khá là trẻ, chỉ mới 51 tuổi thôi nhưng mà đã đầy bệnh trong người. Với cái sức khỏe hiện tại thì bà nội vẫn cố gắng đưa cháu của mình đi học. Và có một cái câu chuyện mà các anh em muốn chia sẻ như thế này. Bé Kim Chi thì rất là dễ xúc động nên anh em mình không muốn cái câu chuyện này cho bé nghe, để hỏi riêng bà nội. Cô ơi, thì tụi con xin phép với lại cô ha. Thu nhập hàng ngày á là cô với chú là chỉ 70-80 ngàn thôi hả? Dạ, có bữa cũng được 70-80, còn có bữa thì 30-40 mà cũng hên xui vậy đó. Dạ. Nhiều khi mình đi hái rau á, rồi có bữa nào trời mưa quá hái không được cái ít. Sáng mấy giờ cô đi bán? Không có chủ nhật này thì sáng sớm thức dậy đi bán. Còn bình thường ngày thứ rồi thì treo vô trong gỗ đó lên trường bán luôn à. Chờ đưa bé đi học rồi đi luôn chứ đâu có thời gian đâu đi bán. Dạ. Rồi chiều về mới đưa bé về 11 giờ bé về tới nhà. Cơm nước rồi xong rồi cho nó ăn rồi, cho bé nó ăn rồi xong rồi mới đi kiếm. Người ta kiếm lại ra. Bắt gặp được hình ảnh là cháu đi học thì bà nội cũng đến trường. Cháu đi học bà nội cũng đến trường và chắc chắn là như vậy. Thậm chí là hết giờ tan học thì bà nội cũng mới ra về. Tụi con rất là xúc động. Và tụi con xúc động hơn là mỗi khi nhắc đến mẹ cô bé thì bé nói là mẹ con bỏ con rồi. Thì cô có thể chia sẻ về cái câu chuyện đó cho tụi con biết được không? Vậy là mấy chú có hỏi bé rồi đó hả? Dạ, bé chỉ nói là mẹ con bỏ rồi, khóc thôi chứ không nói gì hết. Đúng rồi. Mẹ nó bỏ nó rồi, nó 2 tháng lẻ mấy ngày. Rồi nó bỏ nó đi rồi cái tôi không biết cái nhà tôi mua hồi đó đâu có biết đâu gành. Mua cái hộp sữa mà loại đứa nít già bá vậy đó. Là loại đó 3 tuổi rồi mới uống được. Cái cho uống bé uống hết hộp sữa đó cái bé nhập viện luôn. Bị nhiễm trùng đường ruột rồi viêm bao tử á. Rồi cái từ đó tới sau là bé là một tháng rồi bé nằm viện có khoảng 20 ngày. Là rồi dần tới bé mà đi học được á là hình như là tôi cũng hết tiền hết của luôn, không còn gì hết. Rồi đưa bé đi học được là bé mới cái tình trạng bệnh bé không còn nữa. Rồi bé đi được thấy cũng mừng lắm, múa nó ca với cô nó là năm mẫu giáo á. Rồi sau khi lên lớp 2, lớp 1, lớp 2 cô nó còn bắt nó đi góp bài, là lúc đó nó là gần nó khó đi rồi đó. Rồi sau cái góp bài cho cô rồi qua năm lớp 3 cái thầy bắt đi góp bài cái đi không được rồi thầy ơi. Rồi nó ngồi kêu ghiếc rồi bé nó không lên, nó ngồi nó khóc không à. Cái bé nó về nó nói với bà nội ơi con không đi góp bài được mà thầy kêu góp bài, con khóc à. Rồi cái mới lên nói với thầy hiệu trưởng. Rồi thầy hiệu trưởng mới họp thầy cô là vậy nó thôi giờ bé vậy thôi miễn cho nó. Rồi từ đó tới sau rồi mới miễn cho bé rồi sau bé nó không đi được luôn rồi tới giờ luôn. Là ngay cái năm nay nó 13 kg đó em, là năm nó lớp 3 là nó 13 kg là tới giờ luôn nó không lên được ký nào. Hiện nay là bé bao nhiêu ký cô? Năm nay là bé 13 tuổi. Cao bao nhiêu? 10. Chiều cao?
chiều cao của bé 8 tấc. 8 tấc ha. Dạ. Ồ vậy là không tới 1 mét luôn. 8 tấc là hồi năm năm lớp 4 á là nó chỉ có 6 7 tấc 2 à. Để tới 2 giờ nó có hơi chiều hơi hơi cao một chút á, mới đo hồi năm rồi đó là vô học rồi đó đo đó nó được 8 tấc đúng á. Thì nó hơi cao một chút mà ký thì nó không lên. Nặng được 13 ký. Rất nhỏ. Mẹ bé thì bỏ bao nhiêu năm rồi? Bé hồi 2 tháng tuổi tới giờ luôn cũng 13 năm rồi đấy. Có quay về không cô? Không. Không quay về luôn hả? Tháng 8 thì mình tới rồi nè, nó hút rồi. Vậy là 13 năm rồi. Nhưng mà mẹ cô bé là ra đi là có nói lời nào không? Rồi có gia đình riêng hay là như thế nào? Mẹ bé nói là bữa mùng 4 Tết á, mẹ bé nói là mẹ ơi cho con về bển thăm gia đình. Rồi nó đi luôn đó, không có tin tức quay lại hay là thăm viếng gì chơi. Bỏ đi 13 năm luôn? 13 năm. Là không về đây luôn? Không. Anh với lại mẹ cô bé có mấy người con? Có một nó đó là chị đầu tiên đó, là năm đó mẹ nó mới 16 tuổi sanh đó. À 16 tuổi thôi. Là hiện nay mình là mẹ cô bé là 20 năm nay mẹ nó 29 tuổi hả? 29 tuổi ạ. Dạ. Mẹ nó năm thành nó năm nó 16 tuổi. Ủa 16 tuổi là lúc đó có đám cưới gì không cô? Không, tự nó tìm ơn nó tới rồi cái nó có bầu con bé này là đâu 3 tháng mấy 4 tháng gì đó rồi tự vợ chồng nó dắt về. Nó dắt về rồi mình nói sao giờ, giờ năm mấy năm đó thì còn cắt lúa á. Máy chưa lên, chưa có máy cắt. Chưa còn đi cắt công cho người ta. Rồi nó về nó thấy cái gia đình vậy sao không biết rồi tới nó sanh rồi nó thấy mình chắc cũng khổ quá nên nó đi thôi không chết tại mình khổ quá nó không ở với mình được. Nhưng mà con nó không hình như là nó sanh ra nó biết hay sao. Nó biết con nó bị khuyết tật. Tại vì hồi lúc sanh ra là ngay trên cái ngực bé này nó có một cục lồi ra bằng ngón tay vậy nè. Tay bé nó cũng có nụ như tay tôi bị gãy gì. Tay bé nó có mắt cá ra hai bên gì sẵn chưa. Mà nó cũng bình thường nha, nó cũng 3 kg như bé thường vậy đó. Rồi chắc rồi cái tôi mới đi xét nghiệm. Tôi mới đi xét nghiệm máu bé lại rồi cái gì tôi hờ hợt, chắc tôi hờ hợt tôi bỏ cái kết quả xét nghiệm á, mẹ nó phát hiện được quá. Tại vì tôi thấy bé vậy đó rồi tôi phải đi xét nghiệm. Xét nghiệm bác sĩ nói sao? Biết là bé nó bị chất độc màu da cam. Rồi bác sĩ biết luôn rõ cho biết á. Rồi kết quả đó, tôi không có về, tôi không có cấp. Vậy là bác sĩ nói chất độc màu da cam nhưng mà thấy tụi con thấy bé giống như bị xương thủy tinh. Lúc bé mới có ngoài tháng đó, ra ngoài tháng 2-3 bữa là tôi đi xét nghiệm rồi đó. Thì cấp đó cũng còn đi cắt lúa mướn rồi đó rồi có tiền. Cũng đó lúc đó còn mặn dữ lắm mặn luôn cũng còn tiền lắm. Có thường nghe cháu mình nói về mẹ của mình không? Không. Nhắc về nói nhớ mẹ hay nhớ ba gì không? Không luôn. Tôi buồn buồn tôi giận nói cái này nè mình lì là bà nội đưa về cha mẹ mày đó. Nên bắt đầu nó khóc không à dở không đính luôn à. Nó không chịu. Nó không có nhắc tới đâu. Ở hổm mà thầy cô nó hỏi chứ nếu mà cho con một ít tiền tiết kiệm rồi con có tiền rồi mẹ cha con về sinh rồi con cho không? Nó nói hồi không có liên quan tới con. Nó trả lời vậy đó, nó không có liên quan tới con. Cho bà nội. Con là con nữa rồi nó ước mơ mà nó học được nữa là nó làm cô giáo để nó nuôi bà nội. Một là cô giáo hay là bác sĩ. Nói vậy đó. Nếu ước mơ vậy đó mà không biết trời ơi thôi đi cũng cũng xa mờ lắm mấy chú ơi. Nó thấy tướng tá nó vậy đó rồi nó mơ vậy thôi chứ làm sao mà nó được làm được cái gì. Tôi gì giờ thấy bé nó cũng nói trước mặt nó thì tội nghiệp nó. Chứ ai nằm hoàn cảnh này mới biết. Rồi thấy nó thiệt thòi quá đi tôi gán. Nó chỉ ước nguyện nó chỉ có đi học à. Rồi
Tôi làm đúng theo cái nguyện vọng của nó, rồi sau này nó có ra sao nó cũng không hận mình, rồi mình cũng mãn nguyện luôn. Bây giờ con người ta bỏ dứt dơ dứt dưỡng nhóc trơn rồi, và mà con này thì nó là như vậy. Mấy thầy cô nó cũng khuyên ra, tôi gửi vô trong cái chỗ khuyết tật, cái trường khuyết tật của nó có cái chế độ cao lắm. Mà nó nói gì, nó nói bà nội ai nói gì nói kệ, nghe nội gửi con là con chết đó nội. Con sao nội là con chết. Ồ vậy hả? Ừ, nó nói vậy rồi tôi đứt ruột thiệt định luôn rồi, tôi nói thôi. Lỡ rồi, thôi bà nội nuôi con tới già luôn à, bà nội không có bỏ con đâu, không có gửi con đâu hết trơn á. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, dễ ăn lắm, chan nước tương nó cũng ăn được nữa, nó không có đòi đồ ăn đồ uống gì trơn á. Rồi thấy vậy nó thiếu canxi đồ đó, rồi nhiều khi mình mua không kịp, có tiền mua canxi không kịp cho nó, lo không kịp cái mua canxi cho nó, ngày ông nội nó đi đặt lương, rồi nấu cháo lương rồi cho bé nó ăn. Sáng này đi học tôi đâu có, bởi bé ít có ăn giặt lắm, tôi nấu nồi cháo sẵn gì đó rồi khô khô rồi hai bà cháu ăn rồi đi học luôn, chứ lên trường tôi cũng không ăn gì chứ. Rồi ba của bé là sao? Cha của bé nuôi bé được tới lớp 3. Nuôi bé được tới lớp 3 khi nó gửi tiền lấy ra tháng 1 triệu có, 2 triệu có. Rồi tới lớp 3 cái nó có vợ khác rồi, vợ con nó có đứa con đâu 3 tuổi, 4 tuổi gì nữa rồi. Rồi nó cũng không liên lạc về gia đình nữa. Nó cũng lâu lâu vậy đó, rồi nó đi về một lần. Có Tết năm, có năm về năm không. Rồi về thăm nhỏ này chút xíu gì đó, vài tiếng đồng hồ rồi nó cũng đi nữa rồi. Chứ nó không có về như hồi mỗi năm nữa. Bởi tôi giờ tôi thấy cô đơn quá. Coi như là giao phó cho bà nội luôn. Giao cho bà nội đứt đường luôn rồi. Cô có mấy người con? Hai người con. Nó là thằng anh của nó, thằng bác hai của nó đó. Dạ. Có vợ rồi, tự cứ vợ tự đi lên chảnh làm rồi cứ vợ lên luôn. Dạ. Về Bình Định luôn. Không ở đây luôn? Không. Đi về ở bên vợ bên Bình Định á. Dạ. Anh một đồng với Út Đồng Tháp thì cảm nhận như thế nào? Anh thì nghe cô chia sẻ qua cũng không cầm được giọt nước mắt. Bởi vì có một người bà thì rất là đáng quý và trân trọng, lo cho cháu tất cả. Nhưng mà con thương bé một điều á cô, là bé không đòi hỏi gì cao sang, đòi hỏi gì tất cả. Bởi vì bé đã hiểu được cuộc sống bà nội mình quá cực khổ và cũng đã gian nan để đưa cháu đến trường, rồi phải đi làm này nọ nữa. Mà cháu thường thường đi dọc đường cháu đâu có đòi ăn gì hả cô? Không. Lên trường ra chơi cháu không muốn đòi ăn gì hết, chỉ đem bình nước ở nhà làm trà đường, không thôi là bé hạnh vô nấu làm nước hạnh cho nó vậy đó là uống rồi xong. Sáng ăn chén cháo rồi khô, có cá thì khô khô với cá, còn không có cá lấy nước mắm khô khô không, bé vẫn ăn. Hồi sớm thì anh em tụi con có hỏi bé sau này có những niềm mơ ước như thế nào thì nghe bé chia sẻ là không mơ ước gì hết, toàn bộ chỉ có ao ước là có tiền để sửa lại căn nhà cho bà cháu được ấm lúc mà nửa đêm khi mà mưa gió cô. Tại vì trên nóc bây giờ dột hết rồi hả Hồ. Thấy bé nói như vậy cũng xót. Bây giờ cái vừa cô bệnh nè, mà cháu cũng bệnh thì mỗi ngày 70-80 ngàn thì làm sao để mà sinh hoạt? Dạ, cũng như vậy nè. Một ngày làm ra 40 ngàn á, thì cái 40 ngàn đó là chắc tôi dành cho bé. Còn vợ chồng tôi á, thì nó nào ngay đi gạo á, thì là lâu lâu mới có mua là người ta cho nhiều. Tôi cho người 5kg, 10kg gì đó, lâu lâu mới có mua một lần. Rồi có gì ăn nấy, ông nội đi kiếm cá, kiếm mắm gì thì ăn, chứ không mua, không có mua gì hết. Còn dạng nước mắm, nước tương với dầu ăn đồ đó, ở chùa đồ đã cho. Rồi mình ăn chừng nào có hết mới có mua, chứ không có ít có mua lắm.
rồi cuộc sống bởi nó dễ lắm, không có mà cái gì để chi phí nhiều, thành thử ra nó cũng qua vậy đó. Nếu một ngày mà tôi kiếm được 50 á là tôi cho bé uống canxi và tôi mua canxi đồ cho bé, còn nếu không kịp á thì tôi đợi khi khác, nó vậy đó. Rồi những lần đi bác sĩ sao cô? Dạ. Đi bác sĩ thì đi bệnh viện thì sao? À bé hả? Bé có bảo hiểm nhà nước cho. Bảo hiểm khuyết tật ha. Thì không có tốn tiền. Không. Dạ. Đi qua xã thì ấy rồi người ta, nếu mà người ta chị được chị không được ta chuyển thì đi à. Cái gì đó đi từ bước vậy đó. Còn nếu mà khi nào mà nó quá gấp rút á thì tôi cũng ẩm thẳng luôn rồi tôi trình bày sao rồi cái tôi đem bảo hiểm ra người ta cũng được mấy chục trăm. Vậy nó cũng nhẹ, chứ không có tiền gì. Ví dụ nó đau ốm bệnh hoạn mà. Ôi mấy chú ơi, nó đi học nó không có bệnh. Nó ở nhà nó mới bệnh. Nó cảm thòn vậy đó, làm như con trời cũng độ. Thấy mà thương ghê á. Khâm phục ý chí của bà, ý chí của bé và nghị lực của bà nội. Hay anh em của tụi con tìm tận đến nơi này. Thứ nhất, khâm phục cái nghị lực của bà nội đã, vì dù khó khăn đến cỡ nào vẫn đưa bé cháu của mình đến trường. Yeah. Lại thương thêm về bé Chi, một cô bé rất là ham học, và con mong rằng sẽ có một phép màu nào đó sẽ đến với cả gia đình của mình, ít ra thì cũng sẽ có được một cái mái nhà nó lành lặn hơn tí xíu ha. Yeah. Và có thể là có thêm một cái chi phí nào đó để cho cô đi trị bệnh, để mà cô có thể gắn bó với lại cháu của mình trong thời gian dài ha cô. Cũng yeah, muộn rồi, bây giờ thì cũng gần 8 giờ quá anh chị, và cũng không có để cho bà nội, ông nội đợi tốn thời gian nữa. Chắc nãy giờ ông nội ở trong nấu cơm đúng không? Ông nấu cơm rồi đó. Nấu cơm rồi đó, nấu để cho ăn, bắt nồi cơm điện lên rồi. Ăn bắt nồi cơm điện. Nhưng mà lại thương cái nữa nè, khổ cực, không có than, ai nói gì thì nói, vẫn đèo cháu của mình đi đến trường. Giống như câu mà Bùi Hồ đã từng nói, cháu đi học bà nội cũng đến trường. Ở ngày hôm nay thì đến đây thay mặt cho chị Thanh ở Mỹ gửi cho cô là 1.700.000. Thì đây con sẵn luôn, con hùng một ít rồi con gửi cho cô 2.000.000. Trời ơi, cảm ơn mấy chú quá trời nhiều nha. Đó giờ tôi chưa có thấy tiền lớn gì đâu. Gì ba? Hoàn cảnh của bà cháu tôi mà mấy chú cũng cực khổ quá. Cố lên. Cảm ơn mấy chú nè. Và thôi cô lên. Và thưa với cô bác với anh chị thì tiếp theo là phần hỗ trợ của anh Đồng và mạnh thường quân của anh Một Đồng ha cô bác với anh chị. Mời anh Đồng ha. Hôm nay thì em con cũng biết được cái hoàn cảnh của cô và cùng bé Kim Chi cũng rất là khổ và khó khăn. Thì con xin trích một phần của chị Ái Phương ở bên Đài Loan gửi tặng cho cô là 1.000.000. Dạ, cảm để ơn cô trang trải trong cuộc sống ha cô. Dạ. Dạ. Thì đây là phần quà hỗ trợ hiện kim của chị Thanh ở Mỹ và chị Ái Phương kênh anh Một Đồng ở Đài Loan. Thì thay mặt cho những hoàn cảnh khó khăn nói chung và thay mặt cho cô nói riêng, xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân nhà hảo tâm đã đồng hành với lại các anh em trong những video clip suốt quãng đường vừa qua. Và chân thành cảm ơn chị Thanh ở Mỹ và chị Ái Phương ở Đài Loan đã đồng hành cùng với các anh em, đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của cô ở đây, để cho bé có ít ga thì cũng phải có tiền, như cô nói là để mà mua canxi uống nè, rồi khám bệnh nè. Và thời gian tới thì chắc có lẽ là mong một phép màu nào đó chữa bệnh cho hết cho bà nội luôn, chịu không? Dạ, vậy cảm ơn các vị quý vị Mạnh Thường Quân và mấy chị ở nước ngoài, mấy chị đồng hỗ trợ cho em rất cảm ơn. Vượt qua hoàn cảnh khó này thì không biết lấy gì để đáp lại cho mấy chị. Và cô bác quý anh chị có muốn xem về cái đoạn clip về cái bà nội đi hái rau muống cùng với ông nội, thì các anh em sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị xem, cũng như là cái cảnh bà nội đi ra chợ bán như thế nào nè. Còn thêm cái cảnh bà nội chở bé Hương đến trường nữa, ở bé Kim Chi đến trường nữa cô bác quý anh chị. Còn bây giờ thì
thì để lại cho các anh em một bình luận để các anh em có thể biết, để mà chia sẻ thêm nhiều hình ảnh về cảnh miền Tây, nói riêng một cái phong cảnh rất là hữu tình, cũng như là nghị lực sống của bé Kim Chi cũng như là bà nội. Còn bây giờ thì không làm phiền cô bác anh chị nữa, xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị quý mạnh thường quân nhà hảo tâm ở video clip sau. Bye bye.